Làng Lăng Mục nằm nép mình bên triền núi cao xanh ngắt, là một vùng quê yên bình với những nếp nhà tranh nhỏ nhắn rải rác giữa đồng lúa mênh mông. Dòng sông Lăng chảy uốn lượn quanh làng như một dải lụa mềm, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh mỗi sáng. Không khí nơi đây luôn trong lành, với tiếng chim hót vang vọng từ các rặng tre và mùi hương ngọt ngào của cỏ dại thoảng qua mỗi ngọn gió. Người dân Lăng Mục sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trồng lúa, nuôi gia súc và thỉnh thoảng đi săn trên núi. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng đủ đầy và hạnh phúc. Đám trẻ con trong làng thường chạy chơi trên những con đường đất đỏ, tiếng cười giòn tan khắp mọi nơi. Những người lớn thì sớm tối làm lụng trên đồng, vừa làm vừa kể chuyện, đùa vui. Ở trung tâm làng, một cây đa cổ thụ to lớn, sừng sững như nhân chứng của thời gian. Người ta kể rằng, cây đã có từ khi làng được thành lập, với những rễ cây nổi lên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ lạ, gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích xa xưa. Dưới bóng cây đa, dân làng thường tụ họp mỗi khi có sự kiện lớn, như lễ hội mùa màng hay ngày giỗ tổ. Nhưng không phải ai trong làng cũng hài lòng với cuộc sống yên bình này. Bá Hùng, một địa chủ giàu có và quyền lực, là người khác biệt. Ông sống trong một ngôi nhà lớn nhất làng, được xây dựng bằng gỗ lim quý hiếm, với hàng rào bao quanh và cổng sắt cao đồ sộ. Từ những ngày còn trẻ, Bá Hùng đã nổi tiếng với sự tham vọng. Trong khi những người khác trong làng an phận với cuộc sống thường nhật, ông luôn mơ về những điều lớn lao hơn. Đối với Bá Hùng, tiền bạc và đất đai không bao giờ là đủ. Bá Hùng có thói quen đi dạo quanh làng mỗi sáng, với bộ quần áo lụa mềm mại và đôi giày da bóng loáng, khác hẳn vẻ giản dị của những người nông dân. Ông thường đứng trên đỉnh đồi nhỏ gần làng, ngắm nhìn toàn cảnh, tưởng tượng về những dự án lớn mà ông sẽ thực hiện. Một trong những ước mơ lớn nhất của Bá Hùng là xây dựng một công trình để đời, một thứ gì đó đủ để lưu danh hậu thế. Bà con trong làng đôi khi không thích cách Bá Hùng thể hiện sự giàu có và quyền lực, nhưng họ không dám phản đối. Ông là người nắm giữ phần lớn đất đai và tài sản trong làng, và bất cứ ai đối đầu với ông đều nhận lấy những hậu quả không dễ chịu. Dù vậy, dân làng vẫn hy vọng rằng Bá Hùng sẽ dùng sự giàu có của mình để mang lại điều gì đó tốt đẹp cho làng, thay vì chỉ chăm chăm cho bản thân. Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Bá Hùng đứng trên đỉnh đồi, nhìn ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cánh đồng lúa chín. Trong lòng ông đã nảy ra một ý tưởng. Ông sẽ xây dựng một nhà thờ lớn ngay trong làng, một công trình nguy nga và đồ sộ mà cả vùng chưa từng thấy. Đây sẽ là cách để tên tuổi ta trường tồn, ông nghĩ. Và không lâu sau, ông bắt đầu vạch kế hoạch cho ước mơ này. Nhưng ông không hề biết rằng, tham vọng này sẽ đưa cả ông và làng Lăng Mục vào một chuỗi bi kịch không ngờ tới. Kế hoạch xây dựng nhà thờ của Bá Hùng nhanh chóng lan ra khắp làng. Và mặc dù dân làng ban đầu còn e ngại, họ dần bị thuyết phục bởi lời hứa hẹn của ông. Ông tuyên bố, nhà thờ này sẽ là biểu tượng cho lòng thành kính của chúng ta với thần linh. Một khi hoàn thành, phúc lộc sẽ tràn ngập Lăng Mục. Những lời hoa mỹ của ông làm dịu đi những lo ngại và hầu hết dân làng đều đồng ý hỗ trợ. Nhưng điều mà Bá Hùng không ngờ tới là việc chọn vị trí xây dựng. Ông muốn nhà thờ nằm trên mảnh đất đẹp nhất, rộng rãi và cao giáo nhất, chính là khu đất dưới gốc cây đa cổ thụ ở trung tâm làng. Khi nghe tin này, những người lớn tuổi trong làng đều tỏ vẻ bất an. Họ thì thầm với nhau rằng cây đa ấy không phải là một cây bình thường. Tương truyền, từ thời xa xưa, khu vực đó là nơi yên nghỉ của những linh hồn oan khuất. Một số câu chuyện kể rằng gốc cây đa từng là nơi xử tội những kẻ phạm lỗi nghiêm trọng. Từ đó linh hồn họ bị giam cầm trong rễ cây. Những đêm trăng khuyết, người ta còn nghe thấy tiếng than khóc u uẩn vọng lên từ lòng đất. Thậm chí, những người qua đời trong làng đều được dặn dò, đừng bao giờ chạm vào cây đa, cũng đừng quấy rầy sự yên nghỉ ở đó. Nhưng Bá Hùng không quan tâm. Đối với ông, những câu chuyện ma mị ấy chỉ là lời đồn vô căn cứ của những người mê tín. Một buổi sáng sớm, ông cùng vài người thợ đến dưới gốc cây đa để khảo sát. Dưới ánh nắng nhạt, cây đa sừng sững như một bóng đen khổng lồ. Rễ cây to lớn lan rộng, bám chặt vào lòng đất như những bàn tay xương sầu. Chặt hết rễ cây, đốn hạ thân cây và dọn sạch khu đất này. Bá Hùng ra lệnh, giọng đầy quyết đoán. Ngay khi nhát rìu đầu tiên chạm vào thân cây, một tiếng động kỳ lạ vang lên. Đó không phải là tiếng gỗ nứt thông thường, mà là một âm thanh rợn người, như tiếng rên rỉ phát ra từ lòng đất.
những người thợ đều khựng lại, tay cầm rìu run rẩy. Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua, mặc dù trời đang giữa mùa hè oi ả. Chỉ là gió thôi, Bá Hùng quát lên, nhưng ngay cả ông cũng không thể phủ nhận cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Ngay hôm sau, người thợ chặt cây đầu tiên bất ngờ qua đời. Thi thể ông ta được phát hiện bên bờ sông, với đôi mắt mở to và khuôn mặt méo mó đầy kinh hãi, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp trước khi chết. Dân làng bắt đầu hoảng sợ, thì thầm về lời nguyền của cây đa. Nhưng Bá Hùng vẫn không dừng lại. Một cái chết không chứng minh được gì, ông tuyên bố. Tuy nhiên, càng tiến hành công việc, những điều kỳ lạ càng xảy ra. Ban đêm, những người thợ ngủ lại gần công trường thường nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, dù không có ai xung quanh. Một số người còn thề rằng họ nhìn thấy bóng người mờ ảo đứng dưới gốc cây đa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía họ. Đỉnh điểm là một buổi tối khi tất cả công nhân đều nghe thấy tiếng cười man dại vang lên từ khu đất, kéo dài không dứt. Tiếng cười ấy không thuộc về con người. Nó méo mó, chói tai và đầy ma quái. Một người thợ can đảm chạy tới để kiểm tra và phát hiện một thứ kinh hoàng. Rễ cây đã bị chặt nhưng lại mọc lên tua tủa như những bàn tay từ địa ngục cố gắng trỗi dậy. Tin tức về những hiện tượng lạ lùng này lan nhanh, khiến dân làng không ai dám bén mảng đến khu vực đó nữa. Nhưng Bá Hùng vẫn ngoan cố. Trong lòng ông, nỗi sợ hãi không thể lấn át được tham vọng. Ông ra lệnh mang thêm người và thiết bị đến, quyết tâm đốn hạ cây đa bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng mỗi nhát rìu bổ xuống không chỉ phá hủy một cái cây mà còn khơi dậy một cơn thịnh nộ khủng khiếp từ những linh hồn bị giam cầm bên dưới. Công việc đốn hạ cây đa vẫn tiếp tục, mặc cho những hiện tượng kỳ lạ ngày càng gia tăng. Bá Hùng, trong lòng vẫn giữ vững tham vọng của mình, triệu tập thêm người từ các làng lân cận. Ông hứa trả công cao, bất chấp những lời cảnh báo từ dân làng về lời nguyền. Nhưng ngay cả những người dũng cảm nhất cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Đêm hôm đó, một hiện tượng lạ xảy ra. Mặt trăng tròn vành vạnh, nhưng thay vì ánh bạc dịu dàng, nó lại mang một màu đỏ thẫm như máu, nhuộm cả bầu trời thành sắc u ám rợn người. Đám thợ xây dựng tập trung gần khu vực cây đa, cố tỏ ra bình thản, nhưng những tiếng côn trùng ngưng bặt và gió lạnh bất ngờ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Gần nửa đêm, một người thợ tên Quý, gan góc nhất trong đám, đề nghị thử thách lòng dũng cảm bằng cách bước đến gốc cây đa đã bị đốn trơ trụi. Gốc cây vẫn trơ ra, nhưng rễ cây như có sự sống, cuộn xoắn lại một cách bất thường. Chỉ là rễ cây thôi mà, ai sợ thì đúng là trẻ con. Quý cười lớn, bước tới gần. Nhưng ngay khi anh ta chạm chân lên bề mặt đất xung quanh gốc cây, mặt đất đột nhiên rung lên, tạo nên một âm thanh như tiếng thở dài, trầm và kéo dài. Mọi người đông cứng. Quý giờ đây không còn cười nữa, ngoái đầu lại. Ai? Ai đẩy tôi? Anh ta thì thầm, giọng run rẩy. Không ai đứng gần anh. Bỗng từ trong bóng tối một cánh tay đen đủi, nhăn nheo và mỏng manh thò lên từ mặt đất. Nó không phải cánh tay của người sống, làn da bám đầy bùn đất, móng tay dài ngoằn ngoèo như móc câu. Cánh tay ấy vươn về phía Quý. Chạy đi! Một người hét lên, nhưng Quý đứng chết chân, đôi mắt mở to khi cánh tay ấy bấu chặt lấy chân anh ta, kéo mạnh xuống. Tiếng hét của Quý xé toạc màn đêm, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Những người khác bỏ chạy tán loạn, không ai dám quay lại nhìn. Bá Hùng đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ông run rẩy, nhưng sự kiêu ngạo khiến ông không thể thừa nhận nỗi sợ hãi. Ông tiến lại gần, tay cầm đèn lồng. Ánh sáng leo lét chiếu lên mặt đất, nơi Quý vừa bị kéo xuống. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một hố sâu nhỏ, bên trong là những mảnh vải rách lấm bùn, không một dấu vết nào khác. Gió lại nổi lên, nhưng lần này mang theo một âm thanh ghê rợn. Tiếng cười khe khẽ, vọng ra từ bên dưới lòng đất. Chúng ta đã đánh thức chúng. Một người thợ già run rẩy nói. Bá Hùng hét lớn. Im ngay, đây chỉ là trò hù dọa của mấy kẻ mê tín. Nhưng giọng ông không còn giữ được sự quyết đoán như trước. Đêm ấy, tất cả các thợ đều bỏ về, bỏ lại Bá Hùng một mình. Ông ngồi trong lán trại, ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu khuôn mặt đầy căng thẳng. Tiếng côn trùng vẫn im lặng, nhường chỗ cho những tiếng xì xào lạ lùng vọng lại từ khu vực cây đa. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, một tiếng đập cửa vang lên. Bá Hùng giật mình, vội vàng ra kiểm tra. Nhưng khi mở cửa, chẳng có ai cả. Lần thứ hai, tiếng đập cửa lại vang lên, lần này kèm theo tiếng cười khúc khích. Quý, là cậu đấy à? Ông hét lên, giọng đầy giận dữ. Không có lời đáp, chỉ là bóng tối lạnh lẽo.
Nhưng trước khi ông kịp đóng cửa, một luồng hơi lạnh phả vào mặt ông, mang theo mùi hôi thối của bùn đất lâu ngày. Đứng trong bóng tối, bá Hùng thề rằng ông thấy một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình từ xa. Cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, ông lùi lại và đóng sầm cửa. Nhưng khi quay người lại, ông suýt ngã quỵ. Trên tấm gương cũ kỹ trong lán trại, có một dòng chữ viết bằng bùn đen, đừng chạm vào nơi không thuộc về ngươi. Tiếng cười lại vang lên, gần hơn, ghê rợn hơn. Lần này, bá Hùng cảm thấy rõ ràng rằng mình không còn đơn độc nữa. Sáng hôm sau, cả làng chìm trong bầu không khí u ám, người dân thì thầm về cái chết bí ẩn của Quý và những hiện tượng kỳ lạ quanh cây đa. Tuy nhiên, bá Hùng từ chối dừng lại. Ông triệu tập những người còn lại, hứa hẹn tăng thêm tiền công gấp đôi. Nhưng ngay cả tiền bạc cũng không thể lấn át nỗi sợ đang dần ăn mòn lòng dũng cảm của mọi người. Chỉ còn lại vài người đàn ông, chủ yếu là những kẻ tham lam hoặc không tin vào chuyện tâm linh, ở lại hỗ trợ bá Hùng. Họ bắt đầu đào bới những rễ cây còn sót lại để nhổ bỏ hoàn toàn. Khi lưỡi cuốc chạm vào đất, một âm thanh vang lên, như tiếng kim loại va chạm với thứ gì đó cứng và rỗng bên dưới. Ở đây có thứ gì? Một người thợ nói, ánh mắt nghi ngại. Họ cùng nhau đào sâu hơn. Dưới lớp đất dày, một cỗ quan tài bằng gỗ mục lộ ra, bị bao phủ bởi những rễ cây đen kịt quấn quanh, như thể chúng cố gắng giữ lấy vật thể này qua nhiều thế kỷ. Cái này là cái gì? Một người khác thì thầm, giọng đầy hoảng hốt. Đào lên! Đừng sợ! Bá Hùng ra lệnh, giọng ông to nhưng không giấu được sự run rẩy. Cỗ quan tài được kéo lên mặt đất. Lớp gỗ mục nát, mùi hôi thối bốc lên khiến mọi người phải che miệng. Nhưng điều khiến tất cả khiếp đảm là dòng chữ khắc bằng những ký tự cổ kỳ lạ trên nắp quan tài. Chúng rực lên màu đỏ kỳ quái dưới ánh sáng ban ngày, như đang sống. Một người thợ đề nghị để yên, nhưng bá Hùng, trong cơn cuồng vọng, hạ lệnh mở nắp quan tài. Nắp quan tài bật mở, một làn hơi lạnh phả ra, cuốn theo bụi mờ che khuất mọi thứ. Bên trong không phải là thi hài như mọi người dự đoán, mà chỉ có một bộ y phục đen, tả tơi và một chiếc mặt nạ gỗ có những đường nét kỳ quái, giống khuôn mặt đang cười gằn. Chiếc mặt nạ, dù nằm im, nhưng dường như có một sức hút vô hình, khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng. Khi bá Hùng cúi xuống chạm vào mặt nạ, một tiếng thét vang lên từ phía người thợ già đứng gần đó. Đừng làm thế, ông sẽ khiến nó tỉnh giấc. Nhưng quá muộn. Ngay khi tay bá Hùng chạm vào mặt nạ, một luồng sáng đỏ bắn lên từ cỗ quan tài. Cả khu vực rung chuyển, mặt đất rạn nứt. Gió nổi lên dữ dội, cuốn theo những âm thanh ghê rợn vọng lại từ bốn phương tám hướng. Một giọng nói vọng ra, trầm đục, méo mó như phát ra từ sâu dưới lòng đất. Kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta? Mọi người bỏ chạy toán loạn, nhưng chân tay họ như bị ghì chặt bởi một sức mạnh vô hình. Những rễ cây từ dưới đất trồi lên, cuốn lấy từng người, kéo họ xuống trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Bá Hùng, dù sợ hãi đến tột độ, vẫn cố ôm lấy chiếc mặt nạ như thể bị nó mê hoặc. Nhưng ngay khi ông giơ nó lên, một bóng hình cao lớn xuất hiện từ trong làn sương đỏ. Đó là một thực thể mờ ảo, với cặp mắt cháy rực như hai ngọn lửa địa ngục. Bóng hình ấy vươn tay về phía bá Hùng, từng ngón tay dài ngoằng như móc câu. Ngươi đã gọi ta, giờ hãy nhận lấy hậu quả. Bá Hùng hét lên, nhưng tiếng hét của ông bị nuốt chửng bởi tiếng cười lạnh lùng của bóng hình đó. Lập tức mặt đất dưới chân ông nứt ra và ông bị kéo xuống một cách thô bạo. Chiếc mặt nạ rơi khỏi tay ông, lăn lóc trên mặt đất trước khi biến mất trong làn sương đỏ đang dần tan biến. Khi trời sáng rõ, khu vực cây đa trở nên im lặng kỳ lạ. Những người dân làng dám đến gần sau khi mặt trời lên cao, chỉ thấy một vùng đất trống hoang tàn, không còn cây đa, không còn cỗ quan tài, và không một ai trong nhóm thợ lẫn bá Hùng còn sống sót. Tuy nhiên, giữa đống đất đá, một dấu vết kinh hoàng vẫn hiện hữu. Đôi dấu chân to lớn cháy xém trên mặt đất, dẫn thẳng vào rừng sâu. Và từ trong rừng, thỉnh thoảng, tiếng cười khúc khích ma quái lại vang vọng về làng. Dân làng trở nên hoảng loạn sau khi khu vực cây đa biến mất cùng nhóm người của bá Hùng. Nỗi sợ lan tràn khắp nơi nhưng chẳng ai dám nhắc đến sự kiện kỳ lạ ấy. Trẻ con bị cấm ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn, còn người lớn đóng chặt cửa, treo bùa và thắp hương suốt đêm. Tuy nhiên, sự im lặng không đồng nghĩa với an toàn. Vào nửa đêm, những tiếng động lạ bắt đầu vang lên từ rừng sâu. Đó không phải là tiếng thú hoang mà giống tiếng thì thầm, như có hàng trăm giọng nói nhỏ to đan xen lẫn vào trong gió. Ai nghe được đều cảm thấy như có thứ gì đó đang gọi tên mình, rì rả bên tai, làm tim họ đập dồn dập. Tuyết, một cô gái trẻ trong làng,
bị đánh thức bởi tiếng động ấy. Cô ngồi bật dậy trên giường, cảm nhận rõ hơi lạnh bao trùm căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống, tạo thành những bóng cây loang lổ trên nền đất. Tuyết nghe rõ hơn tiếng thì thầm, lần này vọng thẳng vào tâm trí cô. Lại đây với ta. Tuyết bước ra khỏi giường như người mộng du, đôi mắt mờ đục, hướng thẳng ra cửa. Dù cánh cửa đã được cài then chặt, nó mở ra một cách kỳ lạ, không tiếng động. Ngoài sân, bóng tối như sống dậy, đen đặc và nặng nề, chỉ để lộ một con đường nhỏ dẫn thẳng vào rừng. Bóng cây đung đưa, tạo thành hình dạng những bàn tay gầy guộc vẫy gọi cô. Tuyết đi như bị thôi miên, bàn chân trần đạp lên lớp đất lạnh giá. Khi cô vừa bước đến bìa rừng, một tiếng thét vang lên từ phía sau. Mày đi đâu vậy Tuyết? Đó là mẹ cô, người đã tỉnh giấc kịp thời để phát hiện sự bất thường. Bà kéo tay con gái lại, nhưng đôi mắt của Tuyết vẫn vô hồn và đôi môi cô cử động không ngừng, lặp lại một câu duy nhất. Hắn đang đợi, trong bóng tối. Bà mẹ hoảng sợ, vội đưa con gái về nhà và cố đánh thức cô khỏi trạng thái kỳ lạ. Tuyết tỉnh lại, nhưng ký ức về chuyện vừa xảy ra hoàn toàn trống rỗng. Sáng hôm sau, dân làng tụ họp để bàn bạc, nhưng chẳng ai dám làm gì. Một số người bắt đầu nghe được tiếng thì thầm trong đêm như Tuyết. Những người bị gọi thường tỉnh dậy với những vết cào trên cơ thể, như thể họ đã bị một thứ gì đó kéo đi trong giấc ngủ. Tuy nhiên, sự việc trở nên đáng sợ hơn vào đêm thứ ba, khi tiếng thì thầm chuyển thành tiếng gõ cửa. Người đầu tiên gặp phải là ông Năm, một lão nông sống gần bìa rừng. Ông kể lại, khi đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi nhưng kiên nhẫn. Lúc đầu, ông nghĩ là ai đó bị lạc, nhưng khi nhìn qua khe cửa, ông không thấy ai. Tiếng gõ vẫn tiếp tục, to dần, mạnh dần, như thể thứ gì đó đang rất giận dữ. Là ai đó? Ông hét lên, nhưng không có câu trả lời. Thay vào đó, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên ngoài. Mở cửa ra, ông Năm, ta cần gặp ngươi. Ông Năm đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này, ông mới nhận ra bóng của chính mình trên tường không còn hình dạng bình thường nữa. Nó biến dạng, kéo dài, rồi từ từ tách ra khỏi ông. Bóng đen ấy bò trườn trên tường, tiến về phía cánh cửa. Ông Năm hét lớn, nhưng âm thanh của ông bị át đi bởi tiếng cười ghê rợn từ bên ngoài. Cánh cửa bật tung, nhưng không ai còn nhìn thấy ông Năm nữa. Sáng hôm sau, dân làng chỉ tìm thấy ngôi nhà trống rỗng. Căn phòng đầy dấu vết bị cào xé, và ở giữa sàn là một dòng chữ viết bằng máu. Kẻ nào cũng phải trả giá. Những người trong làng hiểu rằng một lời nguyền đang đeo bám họ. Những lời nguyền ấy là gì, và nó bắt nguồn từ đâu, không ai dám đoán. Chỉ có một điều chắc chắn, bóng tối đang đến gần hơn, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả bị cuốn đi. Kể từ khi ông Năm mất tích, làng Yên Thọ rơi vào tình trạng hoang mang. Không ai dám ra ngoài vào ban đêm, và nhiều gia đình đã rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm sự an toàn ở những nơi khác. Tuy nhiên, sự trốn tránh dường như là vô ích, bởi bóng tối ấy không dễ gì tránh khỏi. Một đêm, vào khoảng 2 giờ sáng, Minh, một thanh niên trong làng, thức giấc bởi một cảm giác kỳ lạ. Anh cảm thấy như có ai đó đang đứng gần giường mình, nhìn vào mặt anh. Minh giật mình, mở mắt ra, nhưng không thể cử động. Một làn sóng lạnh buốt từ trong cơ thể lan ra, làm cho từng sợi tóc dựng đứng. Anh muốn kêu lên nhưng cổ họng như bị nghẹt, không thể phát ra tiếng. Minh cố gắng quay đầu, nhưng chỉ thấy bóng tối đen đặc, như thể nó nuốt chửng hết ánh sáng trong phòng. Chợt, anh nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng, như thể có ai đó lướt qua sàn nhà. Minh cảm nhận được sự hiện diện của một điều gì đó đang tiến lại gần mình. Và rồi, một giọng nói thì thào vang lên bên tai anh. Tôi đã đến, và tôi không đi đâu. Tim Minh như ngừng đập. Anh cố gắng dướn người, nhưng không thể nhúc nhích. Đôi mắt anh trợn lên khi thấy bóng tối trong phòng từ từ thay đổi. Những vệt tối bắt đầu kéo dài và biến thành những hình thù mờ nhạt, như những cánh tay không rõ hình dạng, vươn ra, lướt qua chiếc giường, bao bọc xung quanh anh. Minh không thể thấy rõ chúng, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ những hình thù ấy khiến anh bất an. Những hình thù này không chỉ vươn ra, mà còn khiến anh cảm thấy như có một lực kéo mạnh mẽ từ chúng. Như thể đang muốn lôi anh vào một không gian khác. Minh cảm nhận được một nỗi sợ hãi khôn tả, và dù anh không thể động đậy, nhưng nỗi lo lắng vẫn dâng lên. Đúng lúc đó, Minh nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài cửa phòng. Anh vội ngẩng lên và nhìn thấy bóng dáng của một người đứng đó, là mẹ anh. Bà đứng yên lặng, nhưng ánh mắt bà trống rỗng,
như thể không còn nhận ra anh. Bà bước vào phòng, tay cầm một cây đèn dầu, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt bà, khiến Minh cảm thấy bất an. Mẹ, mẹ không thấy sao? Minh thều thào. Mẹ anh im lặng, ánh mắt bà vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Bà đặt cây đèn dầu xuống bàn rồi tiến lại gần Minh. Ánh sáng từ cây đèn chiếu lên mặt bà, nhưng khuôn mặt ấy lại không giống mẹ anh. Đó là một khuôn mặt mờ nhạt, không có biểu cảm, như thể không còn sự sống trong đó. Minh cố gắng gọi bà, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh chỉ có thể nhìn vào đôi tay bà, chúng cũng không giống những cánh tay bà thường có. Mọi thứ như đang thay đổi, như thể có một điều gì đó không thể giải thích đang xảy ra. Lúc ấy, Minh nhận ra rằng mẹ anh không còn là mẹ anh nữa. Bà đã bị một điều gì đó, một điều không thể hiểu, chiếm lấy. Chạy đi! Một giọng nói vang lên trong đầu Minh, nhưng anh không thể di chuyển. Chỉ còn lại sự sợ hãi và cảm giác như mình đang bị kéo vào một thế giới khác. Khi Minh cảm thấy như mình sắp mất hết sức lực, những hình thù bóng tối bỗng lùi lại, rút dần về phía bà. Minh nhìn thấy chúng như đang biến mất, như thể mọi thứ đang dần rút lui vào một khoảng không vô tận. Cửa phòng đóng sầm lại và Minh ngã quỵ xuống sàn nhà. Người anh lạnh toát, tim đập nhanh. Anh đã sống sót, nhưng trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi. Liệu anh có phải là người tiếp theo? Ngày hôm sau, người ta phát hiện Minh nằm bất tỉnh trong phòng, tay vẫn ôm lấy đầu, ánh mắt mờ mịt. Người ta nói rằng, đêm qua, Minh đã đối diện với bóng tối và điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Sau đêm kinh hoàng ấy, Minh được đưa đến nhà bà ngoại ở một ngôi làng khác, xa khỏi những cơn ác mộng của Yên Thỏ. Nhưng dù cách xa thế nào, ký ức về những cánh tay đen ngòm và khuôn mặt vô hồn của mẹ anh vẫn không ngừng ám ảnh. Minh không thể ngủ yên, không thể ăn uống, chỉ có một điều duy nhất trong đầu anh, thứ bóng tối ấy không buông tha ai. Một buổi chiều, Minh ngồi trong phòng của bà ngoại, đối diện với chiếc gương cổ nằm trên bàn. Cái gương ấy đã có từ rất lâu, là của bà anh. Gương có khung bằng gỗ đen bóng, hoa văn tinh xảo nhưng cũ kỹ, bề mặt hơi mờ sương, như thể đã không được lau chùi trong nhiều năm. Minh nhìn vào đó, nhưng chỉ thấy sự phản chiếu của chính mình, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh bỗng cảm thấy có gì đó bất thường trong không khí, một sự nặng nề đến kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt khỏi chiếc gương. Bỗng nhiên, ánh sáng trong phòng trở nên yếu dần. Minh quay lại nhìn, đèn dầu trên bàn đã bốc khói, ánh sáng mờ nhạt chỉ còn lại một lớp bóng tối mỏng manh bao phủ căn phòng. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến anh rùng mình. Minh lại nhìn vào gương và lần này, anh không nhìn thấy mình nữa. Thay vào đó, hình ảnh trong gương bắt đầu thay đổi. Một bóng người thấp thoáng trong đó, dáng người mờ ảo như sương khói. Nhưng Minh có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nó như đang đứng ngay sau lưng anh. Anh quay lại nhưng không thấy gì. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, càng lúc càng lạnh hơn. Minh cảm thấy một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai mình. Anh quay lại nhưng vẫn không thấy ai. Ánh sáng trong phòng nhấp nháy rồi vụt tắt. Đột nhiên, tiếng thở dốc như ai đó đang đứng gần anh, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Minh hoảng loạn, vội đứng dậy và chạy ra ngoài. Nhưng khi anh đi qua gương, anh nhìn thấy mình trong đó, nhưng không phải là Minh nữa. Hình ảnh trong gương là một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi. Đó là khuôn mặt của anh, nhưng không phải của anh. Minh không thể di chuyển, không thể thoát ra khỏi cái nhìn của nó. Đột nhiên, một bóng đen vươn ra từ trong gương, kéo khuôn mặt đó ra ngoài. Minh hoảng sợ, đôi tay anh run rẩy như muốn tìm một thứ gì đó để bám vào, nhưng không thể làm gì. Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu anh. Cậu đã không chạy thoát được đâu. Lúc này, Minh không còn sức để hét lên nữa. Từ trong gương, một bàn tay khô gầy vươn ra, chạm vào mặt anh. Cảm giác lạnh lẽo và tê buốt lan nhanh, khiến Minh cảm thấy như linh hồn mình đang bị hút ra khỏi cơ thể. Minh quỳ xuống, tay ôm đầu, không thể thở nổi. Cái bóng ấy như đang kiểm soát anh, buộc anh phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời, cái chết không một lời từ biệt. Anh liếc qua chiếc gương lần cuối, trước khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Trong gương, anh nhìn thấy những cánh tay đen ngòm lại vươn ra từ trong đó, kéo lấy anh. Minh cảm thấy như mình bị kéo vào một thế giới khác, nơi không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ có sự tuyệt vọng và những bóng ma đang lẩn khuất. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích, ghê rợn,
vang lên trong căn phòng. Nó không phải là tiếng cười của con người, mà là một âm thanh sâu thẳm, như thể có một sinh vật nào đó đang đùa giỡn với linh hồn anh. Tiếng cười ấy vang dội, khiến Minh cảm thấy mình như bị lôi vào một vực sâu không đáy, nơi không thể trốn tránh, không thể cứu vãn. Khi những cánh tay bóng tối cuối cùng cuốn lấy anh, Minh cảm nhận được điều tồi tệ nhất. Anh không chỉ bị bắt giữ bởi cái chết, mà còn bị biến thành một phần của bóng tối ấy. Mãi mãi, Minh thức dậy trong một không gian u tối, lạnh lẽo, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, mắt mờ đi vì thiếu sáng. Không gian quanh anh im mắng đến kỳ lạ, chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm cửa sổ khẽ rung rinh. Anh nhìn quanh và nhận ra rằng mình không còn ở căn phòng của bà ngoại nữa. Thay vào đó, anh đang nằm trong một căn phòng tối tăm, không có cửa sổ, không có ánh sáng, không khí dường như ngột ngạt, mỗi hơi thở như một cơn đau. Minh đứng dậy, lòng đầy hoang mang. Anh cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi đang lẩn khuất trong tim, nhưng càng cố gắng, càng cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ đang bao quanh mình. Bước chân anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, như bị lún sâu vào nền đất ẩm ướt. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng những bức tường quanh mình như đang siết chặt lại. Minh bước tới, đôi mắt anh nhìn vào bóng tối, cố gắng tìm một lối thoát. Chợt, anh nghe thấy một tiếng thở nhẹ, như ai đó đang đứng gần anh. Minh quay lại, nhưng không thấy ai. Cảm giác bất an khiến anh không thể đứng yên thêm. Anh quay đi, vội vàng tìm kiếm lối ra, nhưng tiếng thở ấy lại vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Minh quay lại một lần nữa. Lần này, bóng tối trở nên đặc quánh, như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong đó. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói khẽ vang lên từ bóng tối. Cậu không thể trốn thoát được đâu. Minh hét lên, nhưng tiếng thét của anh dường như bị nuốt chửng vào trong không gian lạnh lẽo này. Anh cố gắng chạy, nhưng mỗi bước đi như bị kéo lại bởi một lực vô hình, khiến anh không thể tiến về phía trước. Cảm giác nặng nề đè lên người anh, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim anh. Bỗng nhiên, một cánh cửa gỗ cũ kỹ xuất hiện trước mặt mình. Anh vội vã mở cửa, nhưng khi vừa bước ra, anh thấy mình lại quay lại chính căn phòng đó, như thể không có lối thoát. Mọi thứ xung quanh anh thay đổi liên tục, những bức tường cứ dần dần đổ xuống, tạo ra những tiếng động khủng khiếp. Cửa sổ vỡ tung, và Minh thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một âm thanh kỳ lạ như tiếng cười của một đứa trẻ. Minh nhìn lại, bỗng nhận ra rằng căn phòng này không chỉ có mỗi anh. Những bóng ma, những hình dáng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện, lang thang trong bóng tối. Họ là những con người, nhưng lại không phải con người. Những khuôn mặt biến dạng, những cánh tay bị xé toạc, những cơ thể khô héo không còn tính người. Họ chỉ nhìn Minh bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt như thể đang chờ đợi một thứ gì đó từ anh. Một bóng đen bước lên từ trong đám sương mù, tiến lại gần Minh. Đó là một người phụ nữ, với làn da trắng bệch và mái tóc dài rũ xuống. Đôi mắt của cô ta trống rỗng, không có chút cảm xúc, chỉ là một hố sâu đen ngòm. Khi cô ta tiến lại gần, Minh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua cơ thể mình, như thể linh hồn anh đang bị hút vào một thế giới khác. Giọng nói của cô ta vang lên như một lời thì thầm từ sâu trong lòng đất. Cậu đã đến đây rồi. Không ai có thể rời đi. Cậu sẽ ở lại đây mãi mãi. Minh cố gắng quay lưng bỏ chạy, nhưng chân anh không nghe lời. Mỗi bước đi như thể đất dưới chân anh trở thành bùn nhão, lôi kéo anh xuống dưới. Bóng tối xung quanh anh dày đặc, không có lối thoát, chỉ có những hình thù kỳ dị đang tiến lại gần. Mỗi cái nhìn của chúng khiến anh cảm thấy như có hàng nghìn con dao đâm vào tim. Chạy không còn là lựa chọn duy nhất. Minh biết, nếu anh không dừng lại, nếu anh không quay lại đối diện với nỗi sợ hãi này, anh sẽ mãi mãi bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận ấy. Bóng tối và sự tăm tối bao phủ mọi thứ. Minh bắt đầu hiểu rằng, trong căn phòng này không chỉ có cái chết đang đợi chờ, mà còn là một thực thể, một lực lượng siêu nhiên đang theo dõi từng bước đi của anh. Minh không thể thở nổi nữa. Hơi thở của anh nặng nề, mỗi nhịp tim như bị giam cầm trong lồng ngực. Anh đã chạy từ lâu, nhưng không gian xung quanh vẫn chỉ là bóng tối mịt mù, chẳng có lối ra. Đôi chân anh cứng đờ, mỗi bước đi như bị hút vào trong một vực thẳm vô hình. Hình ảnh của người phụ nữ tóc dài và những bóng ma khô héo vẫn lờn vờn trong tâm trí anh. Anh cảm giác như có thứ gì đó đang theo sát từng bước chân của mình, mỗi lúc một gần hơn. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau, như tiếng chân bước trên nền đất lạnh. Minh vội quay lại, nhưng chẳng thấy ai,
Cảm giác lạnh sống lưng vẫn xâm chiếm anh, như thể có một mắt xích vô hình đang kéo anh vào một nơi tăm tối, nơi không có hy vọng. Nhưng rồi ánh sáng yếu ớt bỗng xuất hiện phía trước, mình bất chấp tất cả, lao về phía đó. Anh nghĩ mình đã tìm thấy lối thoát. Nhưng khi bước đến gần, anh nhận ra đó chỉ là một chiếc gương cũ, bám đầy bụi bẩn và vết nứt. Một chiếc gương lớn như chiếc cửa sổ nhìn vào thế giới khác. Trong chiếc gương ấy, mình thấy mình đang đứng trong một căn phòng lạ, với ánh sáng mờ ảo và không khí nặng nề. Anh đưa tay chạm vào bề mặt gương, nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào, một cơn rùng mình ập đến. Làn sóng lạnh buốt chạy dọc cơ thể anh. Trong gương, bóng hình của mình bắt đầu thay đổi. Mái tóc của anh dài ra, đôi mắt trở nên vô hồn, như thể một phần linh hồn anh đang bị hút vào đó. Bóng hình trong gương không phải là anh nữa, mà là một sinh vật khác. Một sinh vật có đôi mắt đỏ ngầu, ánh sáng từ bên trong làm sáng lên đôi đồng tử không có điểm dừng. Minh vội rụt tay lại, nhưng không thể ngừng nhìn vào chiếc gương. Bóng hình trong đó dường như đang cười với anh, nụ cười méo mó và quái dị. Minh cảm nhận được sự ghê tởm trong từng tia sáng phản chiếu, như thể nó đang muốn nuốt chửng linh hồn anh. Bất chợt, tiếng cười vang lên, không phải từ chiếc gương mà từ phía sau anh. Minh quay lại một cách hoảng hốt, nhưng chỉ thấy một không gian trống rỗng, như thể không có gì ngoài bóng tối vây quanh. Đột nhiên, một đôi mắt sáng đỏ xuất hiện trong bóng tối, lấp ló giữa những khe hở của căn phòng. Nó lớn dần, ánh sáng từ đôi mắt ấy rọi thẳng vào mắt Minh, làm anh choáng váng. Anh cố quay đi, nhưng không thể rời khỏi ánh nhìn đó, như thể có một sợi dây vô hình đang buộc anh lại. Minh cảm thấy lòng mình như bị xé nát và không thể thoát khỏi cái nhìn ấy. Cậu không thể trốn thoát đâu. Giọng nói từ đôi mắt đó vang lên, lạnh lẽo như từ sâu trong lòng đất. Minh quỳ xuống, tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt để ngăn không cho mình bị cuốn vào sự tăm tối đó. Nhưng càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy cái nhìn ấy đâm sâu vào linh hồn mình. Đôi mắt đỏ kia cứ mở rộng, không thể nhắm lại, và Minh cảm nhận một cái gì đó, một thực thể nào đó, đang lẩn khuất bên trong đó, đang theo dõi anh, chờ đợi cơ hội để nuốt chửng anh. Một tiếng động như tiếng bước chân vang lên gần Minh, nhưng lần này không phải là tiếng bước chân của người bình thường. Nó vang lên nặng nề, với sự u ám của đất đá. Minh quay lại và thấy một bóng hình cao lớn, bóng đen vươn lên từ mặt đất. Nó mang theo sự kinh hoàng, như thể không phải con người, mà là một sinh vật từ địa ngục. Cơ thể của nó như được làm từ những mảnh xương vỡ vụn, làn da lở loét với những vết nứt sâu hoắm. Đôi mắt của nó sáng đỏ như ngọn lửa địa ngục, nhìn Minh như muốn xé toạc linh hồn anh. Cậu là một phần của chúng tôi bây giờ. Giọng nói đó phát ra từ sinh vật ấy, giống như tiếng thì thầm từ sâu thẳm trong bóng tối. Minh hét lên một tiếng tuyệt vọng, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Sinh vật đó bước tới gần, và mỗi bước đi của nó đều khiến Minh cảm thấy như có một sức mạnh không thể cưỡng lại, kéo anh vào những vũng tối vô tận. Khi nó tiến đến gần, Minh cảm thấy cơ thể mình như bị đóng đinh vào mặt đất. Mọi âm thanh xung quanh trở nên tĩnh lặng. Và trước khi anh có thể làm gì, sinh vật ấy đưa tay ra, vươn tới gần mặt anh, ánh mắt đỏ rực như một cái hố sâu đang nuốt chửng mọi thứ. Minh cảm thấy từng sợi tóc trên người mình dựng đứng, cơ thể anh như bị tê liệt, không thể cử động, cũng không thể kêu cứu. Đôi tay của sinh vật đó vươn ra, lạnh lẽo như thể có thể bóp nát trái tim anh bất cứ lúc nào. Cái bóng đen khổng lồ đứng đối diện, không khí như bị hút vào trong một khoảng không vô tận. Ánh mắt của sinh vật ấy chiếu vào Minh, không chỉ làm anh cảm thấy sợ hãi, mà còn như thể nó đang nhìn thấu tận tâm can anh. Cậu sẽ không thể thoát được đâu. Giọng nói rít lên, vang vọng trong đầu Minh như một lời nguyền. Minh muốn hét lên, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Mắt anh chao đảo, nhìn quanh trong tuyệt vọng, nhưng không có lối thoát. Chiếc gương cũ vẫn đang phản chiếu bóng hình anh, bây giờ đã biến thành một hình hài quái dị, với đôi mắt đỏ ngầu. Minh thấy trong đó, một sinh vật khác cũng đang dõi theo anh, một hình thù không thể tưởng tượng nổi, như một sinh vật không thuộc về thế giới này. Đó là thứ mà anh chỉ có thể gọi là kẻ đi săn. Một âm thanh lạnh lùng, như tiếng kim loại ma sát với nhau, vang lên từ phía sau. Minh quay lại và nhìn thấy những bóng ma khô héo đang trườn ra từ những bức tường xung quanh. Chúng không có mắt, chỉ có những vết nứt đen xì trên gương mặt. Đôi tay dài ngoằn như những sợi dây thường gầy guộc. Những cái miệng mở rộng
không có âm thanh, nhưng Minh có thể cảm nhận được sự thèm khát trong đó. Một bóng ma tiến lại gần Minh, nó không đi bộ, mà lê lết trên mặt đất như thể cơ thể nó không còn nguyên vẹn. Mắt Minh mở to, và hắn nhận ra rằng những vết nứt trên mặt của bóng ma không phải là vết sẹo, mà là những cái miệng nhỏ xíu, đang há to, trực chờ nuốt chửng anh. Minh bước lùi lại, chân anh chạm vào chiếc gương, cảm giác lạnh buốt từ mặt kính truyền qua từng ngón chân, làm anh rùng mình. Nhưng khi anh quay lại, chiếc gương bỗng biến dạng. Không còn là một tấm kính phản chiếu hình ảnh của anh, mà giờ đây, nó giống như một cánh cửa, mở ra một không gian u ám khác. Bên trong chiếc gương, Minh thấy một căn phòng tối om, không có cửa sổ, chỉ có những bức tường xám xịt, ẩm ướt. Đằng xa, một bóng người đứng đó, im lìm như một hồn ma lạc lõng. Minh không hiểu tại sao chiếc gương lại biến thành cánh cửa, nhưng một cảm giác mãnh liệt lôi kéo anh tiến lại gần. Bất chợt, chiếc gương rung lên và từ trong đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như thể từ một nơi sâu thẳm trong lòng đất. Cậu không thể trốn thoát đâu Minh. Minh lùi lại một bước, tim anh đập loạn xạ, nhưng không thể bỏ đi. Một sức mạnh vô hình như đang kéo anh vào chiếc gương, vào cái hố đen không đáy ấy. Anh muốn quay đầu chạy, nhưng những bóng ma đang tiến lại gần. Tiếng chúng rít lên khiến anh không thể chịu đựng nổi. Đúng lúc đó, Minh nghe thấy tiếng cười quái dị vang lên từ phía sau. Tiếng cười khan, lạnh ngắt, như thể đến từ một con quái vật trong bóng tối. Anh quay lại nhìn, và thấy một khuôn mặt ghê tởm xuất hiện ngay trước mắt. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ tóc dài mà anh đã gặp trước đó. Nhưng lần này, đôi mắt của cô ta không còn là đôi mắt bình thường nữa. Chúng đỏ như máu, trừng trừng nhìn Minh, như thể có một ngọn lửa đang cháy trong đó. Cậu đã là một phần của chúng ta rồi. Minh cố gắng quay người bỏ chạy, nhưng những bóng ma bám sát phía sau. Đôi tay dài của chúng vươn ra, chộp lấy anh. Một cánh tay lạnh buốt như đá cứng quấn chặt lấy cổ anh, khiến anh không thể thở được. Minh cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm vào trong một cơn ác mộng vô tận. Những hình ảnh xung quanh trở nên mờ mịt, mờ đi như thể thời gian đang bị đảo lộn. Minh cảm thấy bản thân mình như đang chìm vào một hố sâu. Mặt đất dưới chân anh bắt đầu biến thành một lớp bùn đen, quấn lấy từng bước đi, kéo anh xuống dưới. Anh không thể thoát ra, không thể kêu cứu. Không. Không thể nào. Minh cố thét lên, nhưng chỉ còn lại tiếng thì thầm của chính mình trong bóng tối mịt mùng. Cuối cùng, Minh cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Cơn đau đớn thấu tận xương tủy làm anh không thể chịu nổi. Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối. Một giọng nói vang lên, như tiếng vọng từ cõi âm, dội vào tai Minh lần cuối. Cậu đã trở thành một phần của chúng tôi. Minh không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi mọi thứ trở nên tối đen. Cảm giác không gian xung quanh như ngừng lại. Thời gian cũng như bị ngừng đọng. Anh không thể nhớ rõ là mình đã bị kéo đi như thế nào. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và đau đớn vẫn ám ảnh trong từng thớ thịt. Anh cảm thấy mình không còn là con người nữa. Thân thể mình như đang dần tan rã, không còn là chính mình nữa. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả là cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi anh, đang dõi mắt vào anh từ trong bóng tối dày đặc. Mày không thể trốn thoát. Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên trong đầu mình. Lần này không chỉ có một, mà là hàng ngàn giọng nói khác nhau. Như thể có hàng triệu linh hồn đang gào thét xung quanh anh. Chúng như những chiếc móng vuốt của quái vật đang đâm vào tâm trí anh, lôi kéo anh xuống sâu hơn nữa vào vực thẳm. Minh không thể nhìn thấy gì. Không gian xung quanh là một màn đen kịt, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó. Có một luồng khí lạnh lẽo cuộn quanh người anh. Một cảm giác buốt giá, như thể một bàn tay vô hình đang đặt lên ngực anh, ép cho anh nghẹt thở. Minh cố gắng mở mắt, nhưng tất cả chỉ là những vệt đen mờ ảo, như thể có ai đó đang xóa nhòa thực tại trước mặt anh. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng, âm thanh đó lạnh lẽo như những tiếng rít của gió trong những ngôi mộ hoang vắng. Anh quay lại, chỉ thấy một bóng đen mờ nhạt, như một người phụ nữ, đứng bất động, không một âm thanh. Tuy nhiên, dù không thể nhìn rõ mặt, Minh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể của cô ta. Cảm giác kinh hoàng ập đến khiến anh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân anh không thể nhúc nhích như bị khóa chặt bởi một lực vô hình. Sẽ không có ai giúp được mày đâu. Giọng nói đó lại vang lên, lần này gần hơn, rất gần, như thể người phụ nữ đó
đang thì thầm bên tai anh. Mình khẽ quay lại, và lúc đó anh nhận ra người phụ nữ ấy không phải là một người bình thường. Dù không có mặt rõ ràng, nhưng ánh sáng yếu ớt từ những vệt bóng mờ vẫn khiến anh thấy được một hình thù quái dị đang ẩn hiện phía sau lớp bóng tối. Mái tóc của cô ta dài đến mức chạm đất, quấn quanh thân thể như những sợi dây rắn, cứng ngắc và đen ngòm. Đôi mắt của cô ta đã không còn là đôi mắt của con người nữa. Chúng sáng rực như hai ngọn lửa đỏ hừng hực, không phải ánh sáng mà là sự đốt cháy. Như thể tất cả những gì chạm vào chúng đều sẽ bị thiêu rụi trong giây lát. Một cơn gió lạnh ùa qua, thổi vào mặt Minh. Anh cảm thấy như có hàng triệu ngón tay vô hình đang lướt qua da thịt mình, làm anh rùng mình. Minh cứng đờ, không thể thốt lên lời. Anh cố gắng rời khỏi đó, nhưng đôi chân anh như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh giá. Những bóng đen xung quanh bắt đầu xoay quanh anh, ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Bỗng nhiên, Minh nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, tiếng động đều đặn, như thể có ai đó đang tiến lại gần. Anh cố gắng quay lại, nhìn vào trong bóng tối, nhưng không thấy gì ngoài những đám khói đen cuộn lên. Đến khi tiếng bước chân đó đến gần, Minh cảm nhận được một hơi thở nóng hổi ngay sau gáy mình. Anh giật mình quay lại, nhưng chỉ thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua, rồi biến mất vào không gian vô tận. Một giọng nói mới vang lên từ trong bóng tối, nhưng lần này không phải là giọng nói của người phụ nữ nữa, mà là giọng nói của một sinh vật vô hình khác. Giọng nói cười khúc khích như một đứa trẻ đang chơi trò chơi ác ý. Mày đã đến đúng nơi rồi. Giọng nói ấy càng lúc càng lớn, như thể tất cả những bóng ma xung quanh đang cười nhạo mình. Anh cảm thấy mình như bị bao vây trong một vòng tròn vô hình, không có lối thoát. Cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ. Minh cảm thấy từng hơi thở của mình như bị siết lại trong không khí ngột ngạt. Anh không thể thở, không thể cử động, chỉ có thể đứng đó, bất lực, đợi chờ điều gì đó tồi tệ hơn sẽ đến. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng rít của một vật gì đó sắc nhọn đang cắt qua không khí. Anh nhìn xuống và thấy những chiếc móng vuốt dài, đen ngòm, đang từ từ tiến lại gần cơ thể mình, chĩa vào anh. Trong khoảnh khắc, Minh cảm nhận được sự đau đớn thấu tận xương tủy, như thể tất cả những gì anh đã trải qua chỉ là một phần nhỏ trong cơn ác mộng đang không ngừng mở rộng. Những móng vuốt đó không chỉ cắt vào da thịt anh, mà còn xé nát cả tâm hồn anh, khiến anh phải chìm vào trong bóng tối vô tận. Không thể thoát ra được đâu. Lời thì thầm cuối cùng vang lên. Lần này là lời thì thầm từ chính Minh, như một lời nguyền không thể gỡ bỏ. Minh tỉnh lại trong một cơn đau đớn tột cùng. Cảm giác như thể toàn bộ cơ thể anh đã bị bẻ gãy, tê liệt, không thể cử động. Anh mở mắt, nhưng chỉ thấy những bóng tối mờ mịt bao trùm xung quanh. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là sự nặng nề của không khí, như thể anh đang bị nhấn chìm trong một vực thẳm không đáy. Lúc này, anh không còn chắc chắn mình có còn sống hay không. Mọi thứ xung quanh là một sự hỗn độn, không phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Những tiếng thở gấp gáp, lạ lùng, vang vọng trong đầu anh. Mỗi tiếng động như một cú đâm vào tâm trí, khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng động sắc nhọn vang lên từ phía sau, như một chiếc lưỡi dao cắt qua không khí. Minh giật mình, cơ thể co quắp lại vì sợ hãi. Anh quay đầu, nhưng lại chỉ thấy bóng tối đặc quánh, không có gì rõ ràng, chỉ là một màu đen khủng khiếp bao trùm. Tiếng động lại vang lên, lần này là rõ ràng hơn, một tiếng chẹp như âm thanh của móng vuốt chạm vào vách đá. Mày không thể chạy trốn. Lời nói đó lại vang lên trong đầu anh, lần này là một giọng nói không phải con người. Nó nặng trĩu, méo mó, như thể phát ra từ dưới đáy một cái hố sâu, trầm đục và đầy đau đớn. Minh hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những bóng đen nứt vỡ. Cảm giác mình bị theo dõi, bị săn lùng khiến Minh không thể thở nổi. Anh nghe thấy tiếng bước chân, không phải là của con người, mà là những bước đi không đều, vặn vẹo như thể một sinh vật đang tiến lại gần. Mỗi bước đi đều làm nền đất xung quanh anh rung lên, tạo ra một âm thanh như tiếng xương vỡ vụn dưới áp lực. Minh không dám nhúc nhích, nhưng mỗi nhịp tim của anh lại vang lên như tiếng trống dồn dập. Cái cảm giác tê dại và sợ hãi này như một vòng tròn vô tận, càng lúc càng siết chặt lấy anh, khiến anh không thể thoát ra. Rồi, ánh sáng mờ ảo từ đâu đó lóe lên trong bóng tối. Minh nhìn vào, ánh sáng ấy yếu ớt và lung linh, như một ngọn đèn chớp chới trong đêm đen. Anh cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ bé trong lòng, một mong muốn mơ hồ rằng có thể chạy tới đó, có thể tìm thấy lối thoát.
Nhưng khi anh bắt đầu bước về phía đó, bóng tối lại dâng lên, chặn lại mỗi bước đi của anh. Anh nghe thấy tiếng thì thầm trong gió, những lời nói không rõ ràng, nhưng nghe như một lời nguyền. Lối ra không bao giờ có, mày sẽ mãi mãi ở lại đây. Minh lại quay lại, và lần này anh thấy một bóng hình thấp thoáng trong bóng tối. Một người phụ nữ, nhưng cô ta không còn là người nữa. Cô ta đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh. Mái tóc dài, đen ngòm như những sợi dây thừng, quấn quanh khuôn mặt, che khuất đi nửa thân người. Minh có thể cảm nhận được hơi thở của cô ta, lạnh lẽo như đá, tỏa ra từ từng cử động của thân thể cô ta. Cái miệng của cô ta mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ là một nụ cười vô hồn, ghê rợn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm mình, làm anh rùng mình. Anh không thể cử động, không thể kêu la. Toàn thân anh như bị đóng băng trong một lớp băng lạnh giá, không thể thoát ra. Ánh sáng từ bóng tối quanh người cô ta lại lóe lên một cách kỳ lạ, như một thứ ánh sáng rực rỡ từ đáy vực thẳm. Minh cố gắng cử động, nhưng chỉ càng làm cho tình trạng của mình trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của cô ta. Đôi mắt sáng rực, nhưng lại vô hồn, như thể nó đang nhìn thấu vào tận tâm can anh. Bỗng nhiên, từ dưới mặt đất, những bàn tay đen đúa vươn lên, nắm chặt lấy chân anh. Chúng lạnh ngắt và ẩm ướt, như thể được sinh ra từ những nấm mồ, từ những linh hồn đã bị chôn vùi từ lâu. Minh cố gắng giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, càng có thêm nhiều bàn tay kéo anh xuống, dìm anh vào trong bóng tối vô tận. Giọng nói đó lại vang lên, lần này vang lên từ chính cơ thể anh. Mày không thể trốn thoát. Mày thuộc về nơi này. Minh cảm thấy một cơn đau dữ dội từ trong cơ thể. Những ngón tay, những móng vuốt xuyên qua da thịt anh, kéo lê anh xuống một chiều sâu không đáy. Mắt anh mờ dần, môi anh khô khốc, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười của cô gái, của những bóng ma xung quanh. Một giọng cười khúc khích, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, như một lời khẳng định rằng anh đã rơi vào cạm bẫy mà không thể thoát ra. Mày sẽ không bao giờ rời đi. Và trong khoảnh khắc ấy, Minh không còn biết mình có còn sống hay không. Khi tất cả những gì anh thấy chỉ còn lại bóng tối vĩnh viễn, bao trùm lên mọi thứ. Minh tỉnh lại, không biết mình đã ngất đi bao lâu. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể anh, nhưng không gian xung quanh lại im ắng một cách kỳ lạ. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi cử động đều khiến anh cảm thấy đau đớn, như thể cơ thể mình đang bị vặn xoắn, những cơn đau tấn công từ trong xương tủy. Mắt anh mờ đi, từng nhịp tim đập thổn thức trong ngực. Nhưng khi anh ngước nhìn, anh không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh, như một bức màn dày đặc bao trùm. Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ xa, giống như có ai đó đang gõ vào một bề mặt cứng, tạo nên âm thanh sắc nhọn cào vào không gian tĩnh lặng. Minh không dám nhúc nhích, tim anh như ngừng đập khi nhận ra rằng âm thanh ấy đang tiến lại gần, chậm rãi, từ từ, như một lời cảnh báo rằng anh không thể thoát khỏi. Anh quay sang bên trái, nơi một bóng tối sâu thẳm bao phủ. Những âm thanh lạ vang lên, giống những tiếng thì thầm khàn đặc, như thể có điều gì đó đang cố gắng giao tiếp với anh từ xa, nhưng những lời nói lại không rõ ràng, như những lời từ một thế giới khác. Mày không thể ra ngoài. Giọng nói đó vang lên trong đầu Minh, lần này nghe như một lời mời gọi, mơ hồ và đầy mê hoặc. Nó đến từ mọi hướng, bao quanh anh, khiến anh không thể xác định được nguồn gốc. Minh cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng chạm vào chân mình, như thể có ai đó đang tiến lại gần. Nhưng khi anh cúi xuống, chỉ thấy bóng tối dày đặc, không có gì hiện hữu. Tiếng động lại phát ra, một tiếng sột soạt, rồi một âm thanh yếu ớt như thể có ai đó đang di chuyển trên mặt đất. Minh bất giác lùi lại một bước, nhưng tiếng động ấy lại càng đến gần hơn, như thể có thứ gì đó đang bò về phía anh. Với mỗi bước đi, Minh cảm thấy có cái gì đó hình đang bao vây mình. Mồ hôi lạnh toát ra, anh cảm thấy như mình không thể trốn thoát. Anh nhìn thấy một bóng đen loang loáng phía trước mặt. Một người phụ nữ. Nhưng không phải, người đó không phải là con người. Làn da cô ta nhợt nhạt, gần như trong suốt, như thể không còn sự sống. Những vết nứt trên cơ thể cô ta như thể bị tác động từ một lực lạ. Minh muốn lên tiếng, nhưng cổ họng anh như bị siết lại, không thể phát ra âm thanh. Cô gái hay thứ gì đó quay lại nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, như thể không còn gì tồn tại trong đó, chỉ còn lại khoảng không mịt mùng. Và rồi, cô mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ, không có chút ấm áp nào, mà chỉ là một biểu cảm thách thức. Mày không thể thoát được đâu.
Giọng nói lại vang lên trong đầu Minh lần nữa. Anh cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt, không phải của con người, mà là một cảm giác khác biệt, chạm vào vai anh. Mỗi ngón tay như một mảng lạnh, khiến anh không thể cử động. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ấy lan tỏa khắp cơ thể Minh, khiến anh không thể nhúc nhích. Mỗi ngọn gió thổi qua như thể đang ép anh vào một không gian nhỏ hẹp, không thể thoát ra. Anh cố gắng hít thở, nhưng không khí dường như đã bị hút hết, chỉ còn lại sự nghẹt thở. Mày đã đến đây rồi, sẽ không còn lối ra nữa. Giọng nói đó như thể đến từ mọi phía, bao trùm không gian. Minh nhìn vào mắt cô ta, và trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh mờ ảo, những cảnh tượng kỳ lạ như một cuộn phim lạ lùng đang chạy ngược. Anh thấy mình đứng giữa một ngôi làng hoang vắng, những ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, cửa sổ vỡ vụn, những cánh cửa mục nát. Khi quay lại, Minh thấy bóng tối sâu thẳm với những đôi mắt lóe lên từ trong đó, những hình bóng mờ nhạt đang theo dõi anh từ khắp mọi phía. Chúng không rõ ràng, chỉ là những đám mây mờ ảo, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ chúng khiến anh không thể yên tâm. Anh muốn chạy, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống đất, không thể nhấc lên, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và bóng tối bao trùm mọi nơi. Mày không thể trốn thoát. Tiếng cười lại vang lên, lần này nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy rùng mình. Minh cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng, mỗi nhịp tim như đang đập mạnh hơn. Anh muốn kêu lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng. Những bóng hình xung quanh anh như đang kéo anh vào một không gian vô định, nơi mà thời gian và không gian như không còn tồn tại. Chỉ còn lại sự im lặng, như thể Minh đã trở thành một phần của nơi này, không thể thoát ra, không thể dứt ra khỏi bóng tối vĩnh viễn. Minh không còn cảm giác gì ngoài sự lạnh giá bao phủ toàn bộ cơ thể. Mỗi hơi thở anh hít vào đều ngột ngạt, như thể không khí đã bị rút cạn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy đe dọa. Anh đứng giữa một không gian tối om, không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng mịt mù đen kịt. Dường như cả thế giới này đã biến mất, chỉ còn lại anh và những cơn ác mộng đang lượn lờ xung quanh. Anh bắt đầu bước đi, đôi chân nặng trĩu, như thể chúng bị dính vào một lớp bùn đặc quánh. Nhưng mỗi bước đi lại vang lên những tiếng động kỳ lạ. Đó không phải là tiếng bước chân của mình, mà là những âm thanh lạ kỳ, như thể có ai đó đang lặng lẽ theo sau, theo từng bước đi của anh. Mỗi lần anh dừng lại, âm thanh ấy cũng im bặt, nhưng khi anh tiếp tục bước đi, chúng lại vang lên, gần hơn, rõ hơn, bất chợt. Một tiếng thét vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm Minh giật mình. Tiếng thét ấy không phải của con người, mà là một âm thanh sâu thẳm, như tiếng động của một sinh vật đang gọi trong bóng tối. Minh cảm thấy lạnh sống lưng, ánh sáng duy nhất là từ một bóng đen phía xa, như một ngọn đuốc mờ nhạt trong đêm tối. Anh muốn chạy, nhưng đôi chân như bị cột chặt xuống đất, không thể nhấc lên. Đột ngột, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một mùi tanh nhẹ, như thể có điều gì đó không bình thường trong không gian. Minh cúi xuống, và trong làn khói mờ mịt, anh nhìn thấy những cái bóng kỳ lạ, những hình dáng mờ ảo đang di chuyển xung quanh. Đó là những hình thù không rõ ràng, như thể chúng không thuộc về thế giới này. Một cái bóng lớn vươn lên từ trong đêm tối, như một sinh vật khổng lồ, không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có đôi mắt sáng đỏ, nhìn thẳng vào Minh với một ánh nhìn đầy đe dọa. Tiếng thở của nó khò khè, như những hơi thở của một sinh vật cũ kỹ đầy mệt mỏi. Minh cố gắng quay người bỏ chạy, nhưng không thể. Một bàn tay lạnh ngắt mịn màng nhưng mạnh mẽ chộp lấy anh. Lực kéo khiến anh cảm thấy mình không thể thoát ra. Mình vùng vẫy, nhưng mỗi cử động lại chỉ khiến sức lực anh suy giảm. Bàn tay ấy như một sợi dây vô hình giữ chặt anh lại. Anh nhìn lên, thấy bóng đen đó đang tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực cứ nhìn thẳng vào anh, khiến trái tim anh như thắt lại. Và rồi, anh thấy một hình ảnh kỳ quái. Cái bóng đen đó dần dần biến thành hình một người đàn ông, nhưng không phải là con người. Gương mặt người đó méo mó, đôi mắt mở to và miệng rộng như thể nó đang cố gắng nói gì đó. Cậu không thể thoát đâu, giọng nói vang lên trong không gian, làn hơi lạnh lẽo dường như xâm chiếm không gian xung quanh. Cậu đã lạc vào đây rồi, và đây chính là nơi cậu sẽ ở lại mãi mãi. Minh không thể thốt lên lời, chỉ có những hơi thở gấp gáp, hỗn loạn trong cổ họng. Anh nhận ra mình không còn lựa chọn nào, mọi cánh cửa đều đóng lại. Những bóng hình xung quanh bắt đầu quay lại, những hình bóng lượn lờ từ bốn phía, chúng vươn tay về phía anh, như thể cố gắng kéo anh vào bóng tối. Anh cố gắng giãy giụa,
Nhưng mỗi lần vùng vẫy, những bóng hình ấy lại càng mạnh mẽ hơn, nắm chặt lấy anh. Mắt anh bắt đầu mờ dần, và rồi tất cả bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, giọng nói rất quen thuộc, như tiếng mẹ anh gọi tên anh trong đêm khuya. Minh, con không phải sợ. Minh quay lại, chỉ thấy một bóng người mờ ảo, một người phụ nữ đứng đó, mái tóc dài bay trong gió. Cô ta tiến lại gần, nhưng mỗi bước đi của cô lại kéo dài, như thể thời gian đang bị giãn ra. Minh nhận ra người phụ nữ đó chính là mẹ anh, nhưng ánh mắt của cô có điều gì đó lạ lẫm, không giống như trước. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang lại sự an ủi. Mẹ sẽ đưa con ra ngoài, cô nói, nhưng giọng nói ấy khiến Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ kỳ. Bóng tối xung quanh anh ngày càng dày đặc, và sự hiện diện của người phụ nữ này như thể đang kéo anh vào một con đường không thể tránh khỏi. Một tiếng động vang lên từ phía sau, làm Minh giật mình quay lại. Những bóng hình đã lại gần, lao vào anh với tốc độ chóng mặt. Minh nhận ra mình không còn cơ hội để thoát khỏi. Anh không thể kêu cứu, không thể cử động, chỉ còn lại bóng tối vây quanh và cảm giác rằng không còn lối thoát. Trong tích tắc đó, Minh cảm thấy ánh mắt của mẹ anh dần thay đổi, trở nên sáng hơn, như thể có một sự thay đổi trong cô. Và rồi, bàn tay cô bắt đầu vươn ra, kéo anh vào bóng tối, nơi mà anh biết mình không thể thoát ra. Minh cảm thấy cơ thể mình dường như không còn là của mình nữa. Nó nặng trĩu, không thể cử động. Những cơn đau đớn tột cùng kéo đến từ mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng càng cố gắng cử động, anh lại càng bị bó buộc vào một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh anh đều bị nhấn chìm trong bóng tối, không gian trống rỗng nhưng lại đầy rẫy những thứ không thể nhìn thấy. Khi đôi mắt Minh dần quen với bóng tối, anh nhận ra một điều kinh hoàng. Những bóng ma mà anh tưởng chỉ là ảo giác, giờ đây lại trở thành những thực thể sống, đang lởn vởn xung quanh anh. Chúng không phải là những hình thù rõ ràng, mà là những bóng đen mờ mịt, không có hình dạng nhất định. Nhưng mỗi khi chúng cử động, Minh lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo tột cùng, như thể những con quái vật này đang lôi kéo anh vào một thế giới chết chóc. Bỗng nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên, giống như có ai đó đang kéo lê một vật nặng trên mặt đất. Minh quay lại và nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh phải nín thở. Một cái bóng khổng lồ đang tiến về phía anh, và mỗi bước đi của nó tạo ra một âm thanh như xé toạc không khí. Cái bóng đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, và Minh cảm thấy không thể nào thoát khỏi. Anh muốn chạy, nhưng chân anh như bị dính chặt xuống đất, không thể nhấc lên nổi. Một luồng khí lạnh quái dị thổi qua, mang theo mùi thối rữa, như thể cả không gian này đang bị xâm chiếm bởi những sinh vật không thuộc về thế giới này. Minh thở hổn hển, cảm giác cái bóng đang đến gần hơn, đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của nó, nặng nề và ghê rợn, như những hơi thở của một con thú săn mồi đang rình rập. Con không thể thoát đâu Minh. Giọng nói đó lại vang lên trong không gian vắng lặng, lần này là từ phía sau anh. Minh quay lại, chỉ thấy một cái bóng nữa, lần này không phải là mẹ anh mà là một người phụ nữ khác. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, không có cảm xúc. Cô ta đứng đó nhưng lại không di chuyển, chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt như thể đang đánh giá anh, như một con mồi đang chờ bị bắt. Chạy đi đâu? Cô ta thì thầm, giọng nói lạ lẫm, đầy ám ảnh. Minh không còn sức để nói một lời nào. Anh cảm thấy cổ họng mình như bị siết chặt, không thể thở nổi. Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Không gian xung quanh anh bỗng nhiên xoay chuyển như một cơn lốc dữ dội. Những cái bóng kia giờ đã không còn đứng yên nữa, mà chúng bắt đầu di chuyển về phía Minh. Lượn lờ, xung quanh anh, chúng chỉ đợi một cơ hội để lao vào và nuốt chửng anh vào trong bóng tối vĩnh viễn. Anh quay lại và rồi cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Một bàn tay khô cằn, lạnh ngắt từ phía sau, vươn ra chạm vào vai anh. Cái chạm đó giống như một luồng điện lạnh, khiến Minh cảm thấy như cơ thể mình sắp bị phân hủy. Như thể những ngón tay đó đang hút đi hết sinh lực của anh. Anh cố gắng hít thở, nhưng không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Một cảm giác vô cùng tăm tối xâm chiếm tâm trí anh, như thể sự sống của anh đang bị hút dần vào một khoảng trống vô tận. Không thể thoát, một tiếng thở dài vang lên, không phải từ ai khác mà từ chính cái bóng đen khổng lồ kia. Minh cảm thấy một áp lực khủng khiếp, như thể cái bóng này đang dần nuốt chửng anh, từng chút một. Anh cảm thấy mình đang dần chìm vào một hố đen vô tận, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh,
chỉ có bóng tối và sự chết chóc đang vây quanh. Đây là số phận của cậu Minh. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Tiếng nói đó không còn là của một con người, mà là của một sinh vật nào đó, một thứ không thuộc về thế giới này. Minh nhìn xung quanh, thấy những cái bóng ấy bắt đầu tiến lại gần hơn. Chúng vươn tay về phía anh, ánh mắt lấp lánh đầy ác ý. Minh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Những bóng ma xung quanh càng lúc càng nhiều hơn. Và khi anh ngoái đầu nhìn lại, cái bóng đen khổng lồ đã gần như bao phủ hết cả tầm mắt anh. Đột nhiên, từ trong bóng tối vang lên một tiếng động khủng khiếp, như thể hàng nghìn bàn tay đang vỗ vào nhau. Một âm thanh rợn người khiến Minh chỉ muốn gục xuống ngay lập tức. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng xào xạc của đất đá, rồi tiếng cười khúc khích vang lên từ bóng tối. Như thể có ai đó đang đứng sau lưng anh, mỉm cười với sự thỏa mãn khi thấy anh bị mắc kẹt. Đôi mắt Minh trợn ngược. Anh không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng mình đã rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Và trong khoảnh khắc đó, Minh nhận ra một điều kinh hoàng nhất. Những sinh vật này không chỉ đến từ bóng tối. Chúng chính là sự phản chiếu của chính nỗi sợ hãi trong lòng anh. Minh cảm thấy không gian xung quanh mình càng lúc càng mờ ảo, như thể anh đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không có lối thoát. Những bóng hình mờ nhạt vẫn lảng vảng quanh anh. Mỗi khi chúng lại gần, một cảm giác lạnh lẽo từ những bàn tay vô hình truyền đến, làm Minh rùng mình. Một tiếng cười kỳ lạ vang lên từ phía sau, khiến anh cảm thấy lo lắng, tim đập nhanh hơn. Anh quay lại, cố gắng tìm ra nguồn gốc của tiếng cười ấy, nhưng chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng. Một ngọn lửa yếu ớt từ chiếc đèn dầu ở xa phát sáng, như muốn dẫn đường, nhưng không đủ sức xua tan bóng tối bao phủ. Minh cảm thấy mình không thể tiếp tục. Chân anh đã mỏi và không thể cử động. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm nhận được một điều kỳ lạ. Có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Cậu không thể thoát khỏi đây đâu, một giọng nói vang lên trong tai Minh. Tiếng nói ấy không phải của một người, mà giống như một âm thanh vang vọng từ một nơi xa xôi, u ám và khó hiểu. Minh quay lại, nhưng chỉ bóng tối bao trùm. Tất cả là do cậu. Giọng nói kia lại cất lên, lần này rõ ràng hơn, vang vọng trong không gian, khiến Minh giật mình. Anh nhìn thấy một hình dáng mờ mịt xuất hiện trong đêm tối, dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một người phụ nữ, nhưng không giống như những người bình thường. Gương mặt cô ta bị biến dạng, mắt cô đen sâu, không có con ngươi, chỉ là hai hố sâu vô tận nhìn chằm chằm vào Minh. Cô ta cười, nụ cười ấy lạnh lẽo và đầy ám ảnh, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Minh cố gắng mở miệng để kêu cứu, nhưng cổ họng anh khô khốc, không thể phát ra âm thanh. Cậu không thể trốn thoát. Cô ta tiếp tục tiến lại gần Minh, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Đột nhiên, Minh cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể, và rồi anh thấy một bàn tay lớn, lạnh lẽo vươn ra từ bóng tối, siết chặt lấy cổ anh. Minh cảm thấy nghẹt thở, nhưng không thể cử động. Cảm giác như mình đang chìm xuống một vực sâu, nơi không có ánh sáng, chỉ có bóng tối bao trùm. Đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi nơi này. Tất cả chỉ là một phần của lời nguyền vĩnh cửu. Giọng nói lại vang lên, mang theo sự thỏa mãn, như thể đang chờ đợi một kết quả. Minh không biết lời nguyền này bắt đầu từ đâu, nhưng anh cảm thấy rõ ràng rằng nếu không tìm được lối thoát, anh sẽ mãi mãi bị giam giữ trong bóng tối, trong cái vực sâu không lối ra. Khi đôi mắt anh bắt đầu mở dần, Minh nhận ra rằng mình không chỉ đối diện với một thực thể đáng sợ nào đó. Anh đang phải đối mặt với chính nỗi sợ trong lòng và những ám ảnh từ quá khứ đang quay lại, chiếm lấy tâm trí anh. Những ký ức đau buồn, những hình ảnh cũ, tất cả đang xâm chiếm và khiến anh không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Cánh tay lớn siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát anh. Minh cảm nhận được sự đau đớn, nhưng không thể thốt lên lời. Chỉ có một tiếng cười từ trong bóng tối vang lên. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, làm bóng tối bỗng ngừng lại. Minh cảm thấy như có ai đó đang cố gắng giúp đỡ mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, dần dần mạnh lên, cuốn đi những bóng hình xung quanh anh. Một cánh cửa lớn mở ra giữa không gian tối tăm, ánh sáng mờ ảo từ đó hắt ra. Chạy đi Minh! Chạy! Giọng nói của một người anh từng yêu quý vang lên. Minh nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một cô gái. Nhưng ngay khi anh cố chạy về phía cô, bóng tối lại kéo lại, như muốn nuốt chửng anh một lần nữa. Tâm trí Minh bắt đầu quay cuồng, và như một phản xạ cuối cùng, anh lao về phía ánh sáng,
dù không biết chắc nó sẽ dẫn anh đến đâu. Nhưng chỉ cần có hy vọng, anh vẫn quyết tâm đi tiếp. Ánh sáng từ cánh cửa mở ra không hề mang đến cảm giác an toàn. Nó giống như một cái bẫy được giăng sẵn, một hy vọng mong manh được tạo ra chỉ để dập tắt nó khi gần chạm tới. Minh cảm thấy từng bước chân của mình nặng nề, như thể đất dưới chân anh đang kéo anh lại. Những bóng ma, những hình bóng mờ ảo cứ lờn vờn quanh anh, không phải đang đuổi theo, mà là đang cười nhạo anh, xem anh như một con mồi đang chạy trốn vô vọng. Minh không thể dừng lại. Anh cảm nhận được không khí xung quanh mình ngày càng nặng nề, như thể tất cả mọi thứ trong thế giới này đều đang muốn nuốt chửng anh. Mỗi bước đi dường như chậm lại, như thể anh đang lao vào một cơn ác mộng vô tận mà không thể thoát ra. Cánh cửa phía trước anh dường như đang dần khép lại, như một chiếc miệng quái vật sắp nuốt chửng anh. Minh cảm thấy máu mình đông lại trong người, tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Một tiếng thét ghê rợn vang lên, vọng lại từ bên trong cánh cửa, như thể có ai đó đã từng bị nhốt trong đó, mãi mãi không thoát ra được. Anh gần như không thể di chuyển, cơ thể như bị đóng băng. Một bàn tay lạnh giá chạm vào vai anh. Minh quay lại, nhưng không có ai đứng phía sau. Chỉ có một làn gió lạnh lẽo, mờ ảo như khói bốc lên. Nhưng ngay khi anh quay người trở lại, một tiếng cười quái dị vang lên. Lần này nghe như một âm thanh xuyên thấu tâm hồn. Cậu nghĩ rằng có thể chạy trốn sao? Giọng nói ấy như một sự mỉa mai, như thể nó đã tồn tại từ hàng thế kỷ. Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực. Một cơn gió lạnh lẽo ập đến, khiến anh không thể thở nổi. Không khí trở nên đặc quánh và nghẹt thở. Bỗng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối, như thể được sinh ra từ chính sự sợ hãi của Minh. Bóng đen đó giống như một sinh vật không có hình dáng rõ ràng, với những cánh tay dài vươn ra, cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Minh không thể nhìn thấy rõ mặt nó, nhưng một cảm giác lạnh lẽo tột cùng khiến anh cảm thấy như nó đang muốn nuốt chửng linh hồn anh. Đừng trốn nữa, không ai có thể cứu cậu. Giọng nói đó tiếp tục vang lên, lúc thì nhỏ nhẹ, lúc lại như một tiếng gào thét ghê rợn. Minh chỉ kịp nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo, một con quái vật với mặt người, đôi mắt không có con ngươi, chỉ là những hố đen sâu hoắm, những bàn tay đầy móng vuốt vươn ra, siết chặt lấy cổ Minh. Minh cố gắng gỡ tay của nó ra, nhưng sức mạnh của nó như một lực hút vô hình, mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì anh từng cảm nhận. Anh cảm thấy mình sắp bị xé ra thành từng mảnh, linh hồn sắp bị xé nát và bị nhốt mãi mãi trong cơn ác mộng này. Nhưng đột nhiên, ánh sáng lại lóe lên một lần nữa, không phải từ cánh cửa kia, mà từ một vật thể nhỏ bé nằm ngay dưới chân Minh. Đó là chiếc đồng hồ cổ mà anh tìm thấy khi còn nhỏ, món đồ mà anh tưởng đã mất từ lâu. Minh không hiểu tại sao nó lại ở đây, nhưng một cảm giác kỳ lạ, như một nguồn sức mạnh vô hình, bắt đầu trỗi dậy trong anh. Anh nhặt chiếc đồng hồ lên, và ngay lập tức, ánh sáng từ đó bùng lên, xua tan bóng tối xung quanh. Không, tiếng thét của con quái vật vang lên đầy giận dữ. Những cánh tay của nó rụng xuống đất, tan biến như cát bụi, và bóng tối dần dần bị xua tan. Minh cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cái chết, nhưng anh biết rằng anh không thể dừng lại. Ánh sáng từ chiếc đồng hồ chỉ là tạm thời, một tia sáng le lói trong bóng tối vô tận. Anh nhìn quanh, và rồi nhận ra mình vẫn đang đứng giữa một thế giới lạ lẫm, nơi mọi thứ đều mang một màu đen tối, như một cơn ác mộng chưa kết thúc. Từng bước đi, Minh cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Những vết nứt sâu dưới chân anh, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, bỗng xuất hiện những hình bóng mờ ảo. Những bóng ma này không còn chỉ đứng im lặng quan sát, mà chúng bắt đầu tiến lại gần. Một cảm giác rợn người lan tỏa trong cơ thể anh. Minh không thể dừng lại, dù biết rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Một tiếng thét vỡ tan không gian, khiến Minh giật mình. Anh quay lại, và lúc này, những bóng ma ấy không còn chỉ là những hình dáng mờ ảo, mà là những con quái vật thực sự, với những đôi mắt sáng rực, nhìn anh như một con mồi. Sự sợ hãi trào dâng trong Minh, và anh cảm thấy tất cả hy vọng của mình như đang vụt tắt. Chạy đi Minh! Chạy đi! Giọng nói lần nữa vang lên. Lần này không phải của cô gái mờ ảo trong ánh sáng, mà là một giọng nói quen thuộc. Giọng nói của người thân anh. Nhưng liệu Minh có còn đủ sức để chạy không? Cánh cửa trước mắt vẫn mở ra, nhưng Minh biết rằng đằng sau nó là một sự thật khác. Một sự thật mà anh không thể thoát khỏi.